Do đó, các Đại Bồ Tát nghe nói việc như vậy, tâm không thối lui, cũng không kinh ngạc, sợ sệt, lo lắng, hối hận. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì các trời Đế Thích, Đại Phạm, Thiên Vương, Chủ Thế Giới, vân vân thường lễ bái, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Phật dạy, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, không những được các trời Đế Thích, Đại Phạm, Thiên Vương, Chủ Thế Giới, vân vân cùng nhau lễ bái, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, mà Đại Bồ Tát ấy còn hơn thế nữa, nghĩa là được các vị trời Cực Quang Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng Quả, trời Tịnh Cư và trời Rồng Atula, vân vân khác cùng nhau lễ bái, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Đại Bồ Tát này có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy thì cũng được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng Đại Bồ Tát ở vô lượng vô số vô biên